Năm 2006, kính thiên văn vũ trụ Hubble đã chụp được những hình ảnh chưa từng được nhìn thấy ở tinh vân Orion, một quần thể sao khổng lồ cách trái đất 1.500 năm ánh sáng. Bức ảnh toàn cảnh đã hé lộ hơn 3.000 ngôi sao trong các giai đoạn khác nhau của sự sống, gồm những ngôi sao giống người, cũng có tuổi thọ và quá trình sinh mệnh của nó, chỉ khác là dài hơn rất nhiều mà thôi. Nó thực sự đã đem đến cho các nhà nghiên cứu cái nhìn mới về sự hình thành của các thiên thể và hệ hành tinh. Và theo các nhà khoa học hiện đại, thì ở đây, chính trong những đám mây bụi và khí bí ẩn này, các ngôi sao và hành tinh có thể đã được tạo ra từ hàng tỷ năm trước. Các nhà thiên văn học thường gọi nó là M42. Chòm sao Orion là một trong những bố cục sao nổi bật nhất trên bầu trời đêm và đã được các nền văn hóa cổ đại trên toàn cầu tôn sùng trong hàng ngàn năm. Các bạn có biết rằng đây là chòm sao được đặt theo tên của á thần Hy Lạp Orion vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên? Khi được kết nối, các ngôi sao trong chòm sao sẽ tạo thành phần đầu, vai, đai lưng và bàn chân của một người đàn ông. Theo thần thoại Hy Lạp thì Orion là một người khổng lồ, được sinh ra với nhiều khả năng siêu phàm, một thợ săn hùng mạnh, người từng giết chết những con động vật chỉ với một chiếc gậy bằng đồng bất khả phá. Khi người anh hùng Hy Lạp này bị sát hại, thân thể của ông đã được đặt lên bầu trời, trường tồn cùng những vì sao, và các vị thần đã giáng trần từ chiếc đai lưng của Orion và Sirius, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Sirius và Orion là hai ngôi sao cực kỳ quan trọng bởi vì họ đại diện cho Isis và Osiris, nam thần và nữ thần, mà từ đó tất cả nền văn minh Ai Cập cũng như tất cả nền văn minh nhân loại được cho là đã khai sinh. Nhưng không chỉ ở Ai Cập chúng ta mới tìm thấy câu chuyện về những vị thần hứa hẹn sẽ quay trở lại, mà trên thực tế chúng ta có thể tìm thấy điều này trong mọi nền văn hóa thời cổ đại. Các bạn sẽ thật ngạc nhiên khi biết rằng ba kim tự tháp Ai Cập Giza có bố cục rất đặc thù khi chúng nằm đối ứng với đai lưng Orion. Không chỉ vậy, đai kim tự tháp còn có các lỗ thông hơi hướng thẳng đến chòm sao Orion. Đây chỉ là một vài bí ẩn mà cho đến ngày nay vẫn chưa có được câu trả lời rõ ràng. Nếu di chuyển 750 km về phía nam thủ đô Cairo của Ai Cập, bạn sẽ tìm thấy một di tích khảo cổ bí ẩn được gọi là Nabta Playa, nằm trên một cánh đồng hoang vắng ở khu vực phía đông sa mạc Sahara. Được phát hiện bởi một nhóm các nhà khoa học vào năm 1974, những viên đá nằm rải rác ở đây được các nhà nghiên cứu nhận định từng là bộ phận của một trung tâm nghi lễ rộng lớn thuộc nền văn minh cổ đại phát triển thịnh vượng trong giai đoạn từ năm 6400 đến 3400 trước công nguyên, từ trước khi cả người Ai Cập xuất hiện, một nền văn minh tiền Ai Cập. Các bạn đã được tìm hiểu về trận đồ đá tảng Stonehenge ở Anh trong video trước. Vậy thì ở đây cũng có một mini Stonehenge của sa mạc. Đây chính là một trong những tâm điểm của Nabta Playa. Trong hơn 3 thập kỷ, cấu trúc vòng tròn đá này và bố cục đối ứng của nó với các ngôi sao trong chòm sao Orion đã gây kinh ngạc cho các nhà khảo cổ học. Những người kiến thiết nên Nabta Playa dường như sở hữu một vốn tri thức vật lý và toán học không tưởng, cho phép họ xây dựng những cấu trúc này trong mối liên hệ với chòm sao Orion. Kỹ sư Robert Balvan và nhà vật lý thiên văn Thomas Brophy đã nghiên cứu cấu trúc của di chỉ bí ẩn này trong hơn 10 năm. Trong cuốn sách Black Genesis, họ cho rằng vòng tròn đá này là một sơ đồ quan sát các ngôi sao nằm đối ứng với các đai lưng Orion vào ngày hạ chí. Vòng tròn lịch là bố cục đá nhỏ hơn, nó biểu thị một sơ đồ cho thấy cách bầu trời di chuyển như thế nào trong dài hạn. Vì vậy, những gì chúng ta quan sát được ở đây là một bản mô phỏng nhỏ vòng tròn lịch thực tế của Nabta Playa. Vậy còn tại Mexico, chòm sao Orion có mối liên hệ gì? Chẳng lẽ chòm sao này cũng gắn liền với nền văn minh nào đó tại phương Tây hay sao? Bạn sẽ được giải đáp ngay sau đây. Nằm cách thành phố Mexico ngày nay 50 km về phía đông bắc là những tàn tích còn sót lại của Teotihuacan, một thành phố cổ từng là nơi sinh sống của hơn 150.000 người. Các nhà nghiên cứu tin rằng các cấu trúc ấn tượng ở đây bao gồm hai kim tự tháp lớn và một ngôi đền được xây dựng vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Giống như các kim tự tháp Giza của Ai Cập, các di tích này chỉ thẳng đến 3 ngôi sao trên đai lưng Orion. Dĩ nhiên điều này không phải là sự trùng hợp. Hiện có quá nhiều bằng chứng cho thấy Orion rõ ràng đóng một vai trò quan trọng trên bầu trời trong nền văn minh ở Mỹ và châu Phi.
Họ nói đó chính là cột mốc khai sáng. Theo các tài liệu lịch sử, vào năm 3114 trước công nguyên, các vị thần từ thiên đàng đã đến trái đất để tham dự một hội nghị, và hội nghị này đã được tổ chức ở Teotihuacan. Việc xây dựng Teotihuacan được quy định cho chủng người khổng lồ Quinamezin. Đây là một chủng tộc khổng lồ mà theo truyền thuyết đã tung hoành trên khắp thế giới vào thời kỳ trước đây. Những người còn sống sót đã bị giấu nhẹm vào thời kỳ sau này. Ngoài ra, một điều mà bạn sẽ thấy cực kỳ thú vị là các kim tự tháp ở Teotihuacan phản ánh vị trí của bộ vi xử lý máy tính. Cách bố trí thành phố giống như một bảng mạch máy tính với hai chip xử lý lớn, một sự sắp xếp mà cho đến nền văn minh hiện đại, chúng ta vẫn có thể áp dụng để tạo ra vô vàn những thứ hiện đại. Thật đáng kinh ngạc. Chưa hết, tại bang Arizona nước Mỹ, có một bộ lạc bản địa Hopi đã gọi những đỉnh núi của cao nguyên Colorado là nhà trong hơn 1.000 năm. Tại sao lại như vậy? Người Hopi cổ đại di cư khắp khu vực Tây Nam sau một loạt các cuộc kiến thiết làng mạc, rồi bỏ chúng lại phía sau. Họ đã đặt chân đến ba đỉnh núi băng chủ chốt ở khu vực phía bắc Arizona. Họ gọi chúng là đỉnh núi băng thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Các đỉnh núi này vừa khớp tạo thành hình đai lưng Orion. Và người ta nói rằng người Hopi chủ đích đến định cư tại đây cũng chính vì lý do này. Vì vậy, chúng ta có thể biết chắc rằng người Hopi cực kỳ quan tâm đến đai lưng Orion. Thậm chí đối với họ đây chính là trung tâm của vũ trụ. Người Hopi nói rằng đây là nơi mà họ có thể liên lạc với các vị thần. Và theo một số nhà nghiên cứu, ba đỉnh núi bằng không chỉ đại diện cho các ngôi sao trong đai lưng Orion, mà khi được kết nối với các địa danh Hopi khác ở khu vực Tây Nam, toàn bộ khu vực này đã tạo nên tấm bản đồ hoàn chỉnh của chòm sao Orion. Không đơn giản chỉ có thế, đây mới là điều khiến các bạn phải giật mình. Mỗi ngôi sao chính của chòm sao đều tương ứng với một tàn tích hoặc ngôi làng mà người Hopi hiện đang sinh sống. Khi chúng ta nhìn vào vai trái của thợ săn Orion, chúng ta sẽ tìm thấy một nơi gọi là Gupatki. Đó chính là phía bắc của thành phố Flagstaff, bang Arizona, nơi người Hopi đã xây dựng nên tàn tích này vào khoảng năm 1120 sau công nguyên. Sau đó, chúng ta tìm thấy một nơi khác gọi là tàn tích Homolovi ở Winslow, cũng thuộc bang Arizona. Nơi này tương ứng với vai phải của Orion và ngôi sao Betelgeuse. Chưa hết, người Hopi cũng định cư ở phía bắc đỉnh núi băng, và tại đây chúng ta tìm thấy các địa điểm tương ứng với ngôi sao Rigel. Cuối cùng, chúng ta tìm thấy cả một phức hợp các ngôi làng đối ứng với bàn chân phải của Orion, chính là ngôi sao Sif. Đây là sự trùng hợp hay chăng? Chúng tôi thì không nghĩ vậy. Nếu bạn quan sát người Sumer, người Ai Cập và lắng nghe những câu chuyện của người Maya, xem xét tất cả những nền văn hóa này, bạn sẽ thấy cùng một câu chuyện nhưng được kể theo những cách thức khác nhau bằng những ngôn từ khác nhau. Những người từ các ngôi sao đã xuống đến đây và họ đã khai sáng ra nền văn minh nhân loại. Một điều đáng kinh ngạc là tất cả những câu chuyện và truyền thuyết này đều có mối liên hệ mật thiết với chòm sao Orion, và chắc chắn đó không thể là sự trùng hợp đơn thuần. Một chòm sao gắn liền với người khổng lồ với năng lực siêu phàm và là nơi khai sinh ra nền văn minh nhân loại. Có lẽ bạn đã hiểu tại sao các nền văn minh cổ đại lại từng thống trị thế giới từ hàng ngàn năm trước. Từ các mối liên kết trên, bạn có chợt nhận ra mối liên hệ của chòm sao Orion với công trình cổ đại nào khác nữa hay không? Ai Cập cho đến ngày nay vẫn là điểm đến hấp dẫn nhất đối với những nhà khảo cổ học, nơi mà vào ngày 4 tháng 11 năm 1922, nhà Ai Cập học người Anh Howard Carter đã tìm ra ngôi mộ của Tutankhamun nằm nguyên vẹn ở đó trong hàng nghìn năm qua. Tuy nhiên, hiện tại người ta đang chú ý tới một nền văn minh bí ẩn mà những dấu tích vẫn lưu lại cả bên trên và bên dưới lớp cát của cao nguyên Giza. Khai quật thành phố cổ đã mất tại Ai Cập. Tin tức về một thành phố bí mật trở thành đề tài nóng hổi của các hãng thông tấn trên toàn thế giới trong tuần đầu tháng 3 năm 1935. Cho đến tháng 7 năm đó, nhiều thứ đã được tìm thấy, và tờ Sunday Express của Anh cũng đăng tải một bài viết của tác giả Edward Armitage, người vừa trở về từ Ai Cập. Ông đã theo dõi cuộc khai quật một thành phố Ai Cập cổ đại được cho là có niên đại khoảng 4.000 năm. Nhưng bất ngờ sau đó là sự im lặng. Như thể các nhà Ai Cập học
không còn chút quan tâm nào về đô thị ngầm tuyệt vời dưới mặt đất này. Tại sao họ lại có động thái kỳ lạ như vậy? Tất cả các báo cáo trong những năm tiếp theo đều tập trung vào các lăng mộ của Hoàng hậu và các căn hầm dưới nền lăng mộ trong khoảng thời gian của triều đại thứ 24, từ cuối năm 732 đến năm 716 trước Công Nguyên. Thật lạ lùng khi một khám phá to lớn về cả một thành phố ngầm có niên đại ít nhất 4.000 năm lại bị bỏ qua hoàn toàn để nhường chỗ cho một vương triều sau này mà chẳng mấy ai chú ý tới. Phủ nhận những khám phá trước đó. Câu chuyện trên đã xảy ra khoảng 80 năm trước và hiện nay chúng ta lại chạm trán với một bức tường đá tương tự. Một cựu bộ trưởng khảo cổ, ông Zahi Hawass, người từng nắm quyền tối cao đối với mọi cổ vật ở Ai Cập. Ông đã giữ vị trí đó cho đến khi cuộc cách mạng Ai Cập năm 2011 diễn ra, lật đổ chế độ của Hosni Mubarak. Sự chuyên quyền của Hawass đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Cho đến nay, ông ta vẫn còn nhúng tay vào mọi chuyện. Người ta đã viết nhiều về ông với biệt danh Indiana Jones của Ai Cập, người có thể chuyển tâm trạng ngay lập tức từ tươi cười sang đỏ mặt tức giận nếu ai đó dám đặt một câu hỏi khó. Đặc điểm tính cách này của ông đã được đề cập chi tiết trong cuốn sách của Robert Balvan và Ahmed Osman với tựa đề Phá gương của trời. Tuy nhiên, tính cách đó không thể là lý do để giải thích vì sao mà Zahi Hawass lại luôn công khai tuyên bố rằng dưới chân tượng nhân sư không có gì cả, không có bất cứ đường hầm hay căn phòng nào. Điều này hoàn toàn trái ngược với nhiều bức hình cho thấy chính ông là người đang đi xuống một đường hầm từ đầu và phía sau thân của tượng nhân sư. Liệu rằng bạn có thể quên đi hoàn toàn những gì mình đã thấy nhiều lần và chấp nhận sự phủ nhận đó mà không có bất cứ thắc mắc nào hay không? Rõ ràng ông Hawass đã bác bỏ sự thật về các đường hầm ẩn dưới cao nguyên Giza và các căn phòng dưới tượng nhân sư. Ông chỉ khăng khăng rằng không thể nhìn sâu hơn, rằng các căn phòng đã bị chặn hoặc ngập đầy nước. Một lần nữa, lại có bức ảnh cho thấy có đường hầm đi xuống từ đằng sau tượng nhân sư và mặt sàn căn hầm đó khá khô ráo, phủ nhận tuyên bố của ông. Chúng ta biết rằng Hawass đã leo xuống bằng thang từ lối ở phía sau này vào trong một căn phòng tối ở tầng giữa, và thậm chí sau đó ông còn đi xuống một căn phòng khác mà dường như đang chứa một quan tài lớn bằng đá ngập đầy nước. Những cảnh quay này đều được ghi lại trong một phóng sự tài liệu của kênh truyền hình Fox thuộc Mỹ. Thật khó có thể hiểu được lý do vì sao mà ông ta lại phủ nhận tất cả những gì bản thân đã làm. Bí ẩn phần đầu của tượng nhân sư. Một điểm không ngờ nữa được phát hiện ra, đó là vào khoảng năm 1798 khi V. Van Denen vẽ một bức tranh tượng nhân sư. Mặc dù chất lượng của nó không được tốt lắm, thế nhưng trong bức vẽ này có một chi tiết khá rõ, đó là có một người được kéo ra từ cái lỗ trên đỉnh đầu của tượng nhân sư. Xét một cách khách quan, với bản vẽ phác thảo thì rất khó có thể được sử dụng làm chứng cứ. Nhưng một sự trùng hợp đã xảy ra vào những năm 1920. Một bức ảnh chụp từ khinh khí cầu cho thấy thực sự có một lỗ hở trên đỉnh đầu của bức tượng này. Và có vẻ như đầu của tượng nhân sư được làm từ các loại vật liệu và màu sắc khác hẳn so với phần thân, bởi phần thân vốn được đẽo ra từ đá vôi nguyên khối trên cao nguyên Giza. Qua thời gian dài đằng đẵng, theo Lý Ma nói, thì phần đầu và mặt của tượng cũng phải bị sói mòn nặng nề. Nhưng thực tế, nó lại chẳng hề hấn gì. Ngoài ra, đầu và mặt của tượng nhân sư thậm chí đã có sự thay đổi hình dạng so với ban đầu sau khi công trình đồ sộ này được điêu khắc lần đầu tiên. Nếu có cơ hội đến tận nơi chiêm ngưỡng bức tượng vĩ đại này, bạn sẽ thấy hai bên phần đầu khá nhăn mịn và chỉ cần nhìn lướt qua là có thể thấy màu sắc ở phần thân sáng hơn so với phần đầu của tượng. Trong cuốn sách Bí mật trong Kinh Thánh của Tony Busby, trên cột trụ bị vỡ của người Sumer có kể về câu chuyện đã xảy ra ở Giza liên quan đến một con thú đầu sư tử với một đường hầm ẩn giấu trong cát. Mọi chứng cứ bây giờ đều chỉ ra rằng phần của thân tượng nhân sư đã được tạc ra từ đá tự nhiên và bị sói mòn bởi những trận mưa lớn từ thời mà sa mạc Sahara còn xanh tốt. Điều đó giúp chúng ta tính ra được niên đại xây dựng bức tượng chung với khoảng thời gian mà Robert Balvan và Robert Koch đã tính toán cho ba đại kim tự tháp,
tức là vào khoảng năm 10.450 trước Công Nguyên. Có phải có hai tự nhân sư? Đã có nhiều bản phác thảo cổ về Cao Nguyên Giza. Ví dụ như bản vẽ vào năm 1665 cho thấy có hai cái đầu nhân sư nhô ra khỏi cát. Một cái như bạn đã biết, còn một cái dường như là đầu phụ nữ. Người Ai Cập cổ đại thường dùng hai con sư tử chạm khắc gọi là Aker. Chúng đứng cạnh lối vào để bảo vệ cổng trời. Như vậy, cái gò ở gần tượng nhân sư ngày nay rất có thể đang che giấu một bức tượng khác. Bạn sẽ nghĩ hẳn các nhà chức trách Ai Cập sẽ rất hứng thú với ý tưởng này. Vậy mà theo một nguồn đáng tin cậy, thì giống với việc tìm thấy một đường hầm dưới tượng nhân sư, thì Hawass và Mark Lehner đều không muốn nghe và cũng chẳng đoái hoài gì tới giả thuyết trên. Thậm chí một người ở viện nghiên cứu nổi tiếng tại Cairo có thiết bị dò tìm các vật thể bị chôn vùi dưới cát đã nộp đơn xin phép khai quật cò đất lên Hội đồng Cổ vật Tối cao, nhưng không nhận được phản hồi. Thực tế là không một ai khác được cấp giấy phép điều tra phần gò đất nơi có thể khai quật bức tượng nhân sư thứ hai. Động cơ nào mà đến cả các nhà chức trách Ai Cập cũng không tha thiết nghiên cứu đến vậy? Tại sao lại từ chối? Quay trở lại với hai nhà khảo cổ là Hawass và Mark Lehner, tại sao họ lại luôn tránh xa đề xuất cho rằng chúng ta đã bỏ sót điều gì đó ở Giza trong nhiều thế kỷ? Có phải họ không muốn để lộ ra một điều gì đó bên dưới gò đất hay không? Thật không hợp lý khi có kẻ lại bác bỏ các cuộc thăm dò, hay chỉ đơn giản là một bức ảnh chụp từ trên không mà có thể dẫn đến việc khám phá ra một kỳ quan khác của thế giới, thu hút thêm hàng nghìn du khách tới Ai Cập. Thậm chí, họ còn không thừa nhận rằng chính họ đã từng khảo sát gò đất đó. Một vài năm trước, Zahi Hawass đã gặp Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Cairo để bày tỏ nỗi thất vọng của mình với một nhóm các nhà khoa học giả danh, những người đã thông qua truyền hình và các phương tiện khác can thiệp thái quá đến mức trở thành mối đe dọa. Rõ ràng ông đã lo lắng rằng một cuộc phỏng vấn của đài NBC sẽ hỗ trợ và quảng bá các ý tưởng mới. Ông Hawass cho rằng điều đó chỉ đơn thuần là để trục lợi cá nhân mà thôi. Ông đã nói thẳng trong một tuyên bố: "Tôi muốn nói về những điều không có ý nghĩa gì cả." Sự thất vọng gia tăng của ông được thể hiện bằng việc coi những người này là những thằng ngốc về kim tự tháp, những người có quan điểm khác xa với cộng đồng khoa học uy tín. Họ nói về những cuộc khai quật bí mật đang diễn ra xung quanh tượng nhân sư và không được tiết lộ. Điều này chắc chắn không phải như vậy. Zahi Hawass không chỉ là một diễn viên lớn, mà có lẽ còn là người có kiến thức nhất trên thế giới về Ai Cập cổ đại. Ông đã đóng góp nhiều cho việc quảng bá du lịch tại đất nước này. Tuy nhiên, ông dường như có một kế hoạch riêng để giữ nguyên nhận thức chung về lịch sử Ai Cập cổ đại, bất chấp có bao nhiêu phát hiện mới mâu thuẫn với những gì mà giới Hàn Lâm cho là đúng sự thật. Thực tế, ngoài kim tự tháp và những gì bên trong, thì tượng nhân sư hay các khu vực xung quanh đều ẩn chứa vô vàn những điều bí ẩn mà chưa ai hiểu hết được. Với việc che giấu thông tin tuyệt đối này của nhà Ai Cập học Hawass, theo các bạn thì ông ta đã nhìn thấy điều gì khủng khiếp trong chiếc quan tài nằm bên dưới tượng nhân sư? Hay thực sự khi bước ra từ dưới hầm, có một thế lực nào đó đã khiến ông quên đi tất cả ký ức này? Nikola Tesla có thể được coi là một nhà khoa học điên khùng. Cho đến khi chết, ông chưa được đánh giá cao, nhưng danh tiếng và huyền thoại xung quanh ông vẫn phát triển mạnh mẽ vào thời đại của chúng ta. Những phát minh của ông đã thay đổi thế giới và đặt nền móng cho những tiến bộ công nghệ ngoài sức tưởng tượng lúc bấy giờ như điện thoại thông minh, Wi-Fi, hệ thống cung cấp điện AC. Bên cạnh những ý tưởng mà Tesla thực hiện và được cấp bằng sáng chế, ông còn có nhiều mối quan tâm trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau khiến bạn phải ngạc nhiên. Chúng thật sự rất bí ẩn. Một trong những điều khác thường nhất là mối bận tâm của ông với kim tự tháp Ai Cập, công trình bí ẩn và tráng lệ nhất của nhân loại. Cũng giống như các nhà khoa học, ông cho rằng những công trình kiến trúc cổ đại này có mục đích cao cả hơn là một lăng mộ bình thường. Rốt cuộc Tesla đã tìm thấy điều hấp dẫn gì từ kim tự tháp vĩ đại? Ông tự hỏi liệu công trình này có phải là những nguồn truyền năng lượng khổng lồ hay không? Có vẻ như ý nghĩ này trùng hợp với một số ý tưởng và công trình nghiên cứu khác của ông về việc truyền năng lượng. Năm 1905, Tesla đã nộp bằng sáng chế tại Hoa Kỳ với tựa đề Nghệ thuật truyền năng lượng điện qua môi trường tự nhiên.
phác thảo các thiết kế cho một loạt máy phát điện trên khắp thế giới. Thiết kế hình tam giác của ông được gọi là kim tự tháp điện từ Tesla. Khi đưa ra quan điểm của mình về các kim tự tháp, Tesla cho rằng vị trí xây dựng có liên quan nhiều đến sức mạnh của chúng, cũng như mối quan hệ giữa quỹ đạo hình elip của hành tinh và đường xích đạo. Do đó, ông đã chọn các địa điểm cho các thí nghiệm của mình sao cho phù hợp với nơi xây dựng kim tự tháp. Sau đó, trạm thí nghiệm Tesla ở Colorado Springs và tháp Warden's Cliff, hay còn gọi là tháp Tesla trên đảo Long Island, New York, được xây dựng để tìm cách tận dụng trường năng lượng của trái đất, đồng thời kiểm tra khả năng truyền năng lượng không dây. Chúng ta tạm thời không đề cập nhiều đến sự quan tâm của Tesla đối với số học được đông đảo người biết đến. Nhưng có rất nhiều giả thuyết đã nói về mối quan tâm của ông với ba con số cụ thể là 3, 6 và 9. Theo ông, ba con số này là chìa khóa cho mọi kiến thức trong vũ trụ chúng ta. Mặt khác, nhiều người đã đưa ra giả thuyết rằng nỗi ám ảnh của Tesla bị ảnh hưởng bởi mối quan tâm khác liên quan đến hình dạng của kim tự tháp và một loại ngôn ngữ toán học phổ thông. Chúng ta thực sự có rất ít thông tin về cấu tạo chính xác của các công trình cổ đại này, mục đích thực sự của chúng và liệu chúng có phải là một nguồn năng lượng mạnh mẽ hay không. Vì chúng ta không biết chính xác làm thế nào các kim tự tháp được xây dựng và tại sao chúng được một số người coi là những sáng tạo hoặc tạo ra năng lượng hoặc được phục vụ như những sứ giả hoặc thậm chí là mật mã đến từ một nền văn minh cổ đại. Tại thời điểm nghiên cứu bấy giờ, người ta dễ dàng rơi vào các giả thuyết khác nhau về người ngoài hành tinh cổ đại. Khi đó, Tesla tuyên bố rằng người ngoài hành tinh đã liên lạc với ông vào mùa hè năm 1899, khi ông ngồi một mình trong phòng thí nghiệm ở Colorado Springs và đang ghi lại những tín hiệu nhịp điệu bất thường. Sau đó, ông mô tả chúng giống như những con số. Sau khi ghi lại các tín hiệu vô tuyến từ không gian, Tesla tin rằng đây là những nỗ lực nhằm thiết lập kết nối với sao kim hoặc sao hỏa. Chỉ một năm sau, Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ hỏi ông rằng thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại sẽ là gì trong thế kỷ tới? Ông trả lời, tôi đã ghi lại những tín hiệu điện mà dường như không thể giải thích được. Chúng yếu ớt và gần như vô hình. Nhưng những tín hiệu này đảm bảo chắc chắn với tôi rằng chẳng bao lâu nữa tất cả mọi người trên thế giới sẽ ngước lên và chú ý đến bầu trời. Tin tốt là cuối cùng chúng tôi đã nhận được một thông điệp từ một thế giới khác. Đây là câu trả lời của Tesla trong bài báo của mình. Tesla cũng mô tả về vấn đề liên lạc không dây ở khoảng cách xa. Ánh sáng như một vật mang thông tin liên lạc là hoàn toàn không thực tế, và bản thân Tesla cũng nhận ra rằng tín hiệu vô tuyến mạnh hơn nhiều so với năng lượng sẵn có của chúng ta. Mặt khác, liên lạc vô tuyến cần ít năng lượng hơn và do đó việc thiết lập trong thực tế dễ dàng hơn nhiều. Đặc biệt, trong khi Tesla đang nghiên cứu về các thiết bị có thể gửi tín hiệu vô tuyến mạnh mẽ đến các nước láng giềng của chúng ta trên hành tinh, thì ông cũng đồng thời làm việc trên các thiết bị có thể ghi lại các tín hiệu được gửi đến với chúng ta, cũng như nghiên cứu về khả năng kim tự tháp có thể là nguồn và là máy phát năng lượng khổng lồ. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác đầu tiên đó, khi tôi nhận ra rằng tôi đang quan sát một thứ vô cùng quan trọng đối với nhân loại. Cảm giác mình là người đầu tiên được nghe những lời chào từ hành tinh khác. Điều đó không ngừng lớn lên trong tôi. Nikola Tesla coi trái đất là một bản cực trong tụ điện. Tầng điện ly trong khí quyển cách trái đất từ 80 đến 800 km tạo thành bản cực thứ hai. Những đo lường gần đây chỉ ra rằng điện áp gradient giữa hai bản cực là khoảng 400.000 V. Nếu có thể khống chế và khai thác được việc phóng điện giữa hai bản cực, thì ta sẽ có một nguồn năng lượng vô tận. Điều này cũng tương tự như việc mong muốn khống chế được các tia sét trong cơn mưa giông vậy. Dựa trên nguyên tắc này, Tesla nói rằng sáng chế của ông có thể cung cấp năng lượng miễn phí cho bất cứ ai với mức độ không giới hạn và ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Vào năm 1899, Tesla cho biết, tôi cuối cùng cũng quá thành công trong việc tạo ra sự phóng điện mà công suất của nó vượt xa rất nhiều so với sức mạnh của sấm chớp. Vậy cơ sở nào để ông cho rằng kim tự tháp là một nguồn năng lượng khủng khiếp như vậy? Cấu tạo đặc biệt của kim tự tháp. Cấu trúc có 102 của kim tự tháp có thể tạo ra một nguồn điện khổng lồ, với lớp bên ngoài được cấu thành từ đá vôi trắng tufa, không chứa hàm lượng magie, khiến nó có tính cách điện tốt, từ đó ngăn chặn nguồn điện năng bên trong hao hụt ra bên ngoài.
Hơn nữa các khối đá được xếp khít đến nỗi, thậm chí một lưỡi dao lam cũng không thể chui lọt. Chính tính chất cách điện tinh vi này cho phép người Ai Cập cổ đại hoàn toàn kiểm soát được dòng điện tạo ra bên trong kim tự tháp. Không chỉ vậy, phần bên trong kim tự tháp lại sử dụng một loại đá vôi khác, trong đó chứa lượng nhỏ tinh thể thạch anh và kim loại, hai thành phần quan trọng giúp việc truyền tải điện năng được tối ưu hóa. Ngoài ra, các đường hầm được xây bên trong kim tự tháp mà một vài nghiên cứu cho rằng dùng để thông khí được làm từ đá granite có tính phóng xạ nhẹ, thực chất là cho phép ion hóa không khí bên trong. Đặc điểm này khiến cho kim tự tháp giống như dây cáp điện, với lõi bên trong dẫn điện và vỏ bên ngoài cách điện. Quần thể kim tự tháp Giza được dựng lên bên trên các lớp đá vôi ngầm và ngậm nước, và khoảng không giữa chúng chứa một lượng nước lớn. Khi đẩy lượng nước ngầm lên bề mặt, những lớp đá ngậm nước này có khả năng truyền dẫn điện năng lên phía trên. Cụ thể, lưu lượng lớn của dòng sông Nin khi đi xuyên qua các khốc đá này sẽ có khả năng tạo ra dòng điện gọi là dòng điện vật lý. Các đường hầm bên trong kim tự tháp Giza hoạt động như các thanh dẫn điện granite được nạp bởi các dòng điện vật lý. Điều này đồng nghĩa với việc các vật liệu được sử dụng cùng với kiến trúc xây dựng đặc biệt của kim tự tháp đã hình thành điện từ trường từ sâu bên dưới truyền dẫn lên trên. Người ta tin rằng trong quá khứ xa xôi, một thiết bị có độ dẫn điện cao rất có thể làm bằng vàng được đặt trên đỉnh chóp của kim tự tháp, nơi mà ngày nay chỉ còn lại khoảng trống, trông rất kỳ lạ. Từ đỉnh của kim tự tháp, điện được truyền dẫn vô tuyến đến các tháp cao xây dựng xung quanh để cung cấp điện đi các nơi. Tháp Golden Cliff cũng được cho là xây dựng trên các lớp đá ngậm nước, nơi giấu nguồn ion ngầm. Nó có hình dáng của một kim tự tháp hình bát giác, bên trên đặt một khối hình nửa quả cầu. Điện tích âm từ phía dưới chân tháp sẽ di chuyển lên phía trên và tích trên đỉnh cầu. Song song với đó, Tesla sử dụng một máy biến áp tạo ra điện áp lớn để kích thích quá trình phóng điện của tháp. Có giả thuyết đưa ra rằng Nikola Tesla là người đã gây ra sự kiện tại Tunguska, một khu vực hoang vu tại Siberia của Nga vào ngày 30 tháng 6 năm 1908. Sự kiện nổ trên không cách mặt đất 5 đến 10 km. Năng lượng của vụ nổ ước tính tương đương từ 10 đến 20 triệu tấn thuốc nổ TNT. Cho đến giờ, khả năng phát điện không dây của kim tự tháp và câu chuyện tạo ra sấm sét của Nikola Tesla vẫn còn rất nhiều điều bí mật. Điều này cho ta thấy được rằng tri thức nhân loại ngày nay vẫn còn rất hạn hẹp so với những nền văn minh cổ đại. Các bạn có cho rằng kim tự tháp là công trình có thể tạo ra nguồn năng lượng vô tận và nó có thể là công cụ để kết nối với một nền văn minh mới ngoài trái đất hay không? Thần chú khởi động máy bay tiền sử. Trong sử thi Ramayana, bảo thư quốc gia của Ấn Độ vào thế kỷ thứ tư sau công nguyên, có mô tả về một chiếc chiến xa trên không Vimana. Tốc độ di chuyển của nó cũng không phải là chậm. Theo như sử thi Ramayana nói rằng, trong một ngày nó có thể bay từ Sri Lanka tới Ayodhya thuộc phía bắc Ấn Độ ngày nay, tương đương 2.110 km. Điều gây kinh ngạc nhất là động lực của phi cơ thực ra lại là một chú ngữ cổ đại. Bạn có tin không thì nó hoàn toàn được điều khiển chỉ bằng một câu thần chú. Có lẽ cách giải thích này khiến con người ngày nay không thể chấp nhận được. Vì thế, mọi người đều coi Ramayana như huyền thoại cổ đại. Tuy nhiên, những phát hiện trong các nghiên cứu gần đây cho thấy, âm thanh không chỉ là công cụ giao tiếp, mà nó còn có những công dụng vượt sức tưởng tượng. Vào những năm 1960 của thế kỷ 20, nhà khoa học Thụy Sĩ Hans Zenny đã công bố bức ảnh khiến cả thế giới phải sửng sốt. Trong thí nghiệm này, ông đặt cát thạch anh lên tấm kim loại có đường kính 60cm gắn vào một bộ dao động. Đây thực chất là một bộ máy rung. Sau đó ông bật nhạc để cho miếng kim loại rung động. Kết quả là cát thạch anh hiển hiện ra các hình tượng khác nhau. Nếu là âm tần số thấp, cát sẽ hình thành những hình tròn đơn giản. Khi tần số lên cao, số lượng vòng tròn đồng tâm cũng sẽ tăng lên. Ngay lúc đó, ông chợt có ý tưởng phát ra một loại âm thanh kỳ lạ. Ông sẽ niệm âm Om, chữ đầu tiên trong câu thần chú phổ biến trong Phật giáo. Om Mani Padme Hum, còn được gọi là Lục Tự Đại Minh Chú. Ông đọc được câu chú này trong một cuốn sách giới thiệu về Tây Tạng và muốn thử dùng nó.
Quả thật, sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Các thạch anh trên tấm kim loại dần dần kết hợp thành một hình ảnh cực kỳ phức tạp. Hình ảnh này khiến Hans vô cùng kinh ngạc, bởi nó quá giống với biểu tượng mandala trong cuốn sách ông vừa đọc. Mandala mang ý nghĩa là bánh xe tròn đầy đủ. Đại ý là bên trong nó với vô tận các hình tròn đan xen với nhau, có chứa tất cả các bí mật của sinh mệnh và vũ trụ. Mandala thường xuất hiện trong Phật giáo Mật Tông và Mật Pháp của một số tôn giáo cổ Ấn Độ. Nó đại biểu cho một loại mô hình của vũ trụ, cũng đại biểu cho phương thức vận hành năng lượng của người tu hành. Nghiên cứu của Hans đã mở đầu cho trường phái khoa học mới, gọi là thanh lưu học. Khi mà mọi người nhận ra sự kỳ diệu này của âm thanh, thì trên khắp thế giới diễn ra hàng loạt các cuộc thực nghiệm liên quan. Tính phản trọng lượng của âm thanh. Có một nhà vật lý học, Angelo Esposito của Đại học Columbia, một ngày nọ đang ở phòng thí nghiệm thu dọn đồ. Ông thuận tay đặt quả bóng bàn vào trong máy phát âm tần bên cạnh, rồi bật máy. Bất ngờ ông chứng kiến quả bóng bàn dần dần bay lên và lơ lửng trên không. Angelo vui mừng, nhanh chóng thay đổi tần số âm và phát hiện. Chỉ với âm tần nhất định thì quả bóng mới bay lên. Âm tần khác nhau cũng khiến quả bóng bay lên cao thấp khác nhau. Năm 2019, Angelo và nhóm nghiên cứu của mình đã xuất bản bài viết cho biết âm thanh giống như ánh sáng, cũng có lưỡng tính sóng hạt. Lạp tử của ánh sáng là photon, thì lạp tử của âm thanh là phonon. Phonon có khối lượng, nhưng nó không giống cách hiểu thông thường. Khi chịu tác động của trọng lực, chúng sẽ di chuyển theo hướng ngược. Vậy nên có thể nói phonon mang khối lượng âm. Nói cách khác, nó có đặc tính phản trọng lực. Bạn có thể thấy, khi bị trọng lực tác dụng, nó không rơi xuống mà lại nổi lên trên. Ở đây nhấn mạnh phản trọng lực rất quan trọng. Cho tới nay, nhóm nghiên cứu của Angelo mới chỉ dừng ở chỗ dùng âm thanh để di chuyển vật thể với trọng lượng nhỏ. Nhưng dường như người xưa đã có những bước tiến vượt xa các nhà khoa học ngày nay. Vào thế kỷ thứ 10, nhà lịch sử Ả Rập Al-Masudi có viết một câu chuyện về việc ông tới thăm Ai Cập và đã được nghe một thông tin bí mật cổ. Bí mật Ai Cập cổ. Al-Masudi viết rằng kim tự tháp được xây dựng như thế này. Những người xây dựng trước tiên dùng giấy cói có phép thuật ấn vào bốn mặt dưới của phiến đá to cần phải di chuyển. Sau đó dùng cây gậy bằng vàng gõ vào phiến đá đó, nó sẽ phát ra âm thanh với tần số đặc biệt. Tiếp theo là cảnh tượng kinh ngạc. Phiến đá dần dần bay lên không, tới một độ cao thì dừng ở trên đó. Từng tảng đá khổng lồ bay lên giống như binh sĩ xếp hàng chỉnh tề. Trong cả quá trình này, cây gậy bằng vàng đóng vai trò quan trọng nhất. Thông thường người cầm gậy sẽ sắp xếp các khối đá để chúng bay lên phía trước mình khoảng 45m thì dừng lại. Bạn có thể hình dung giống như chúng ta kiểm tra băng tải của dây chuyền sản xuất, xem có chỗ nào bị lộn xộn không để đảm bảo chúng hoạt động tốt. Sau đó, người cầm gậy tiếp tục gõ vào đá, phát ra hiệu lệnh, cho tới khi các tảng đá đến được vị trí cần thiết. Thậm chí cần gõ liên tục để tinh chỉnh vị trí cho chính xác, cuối cùng kiến tạo nên kim tự tháp vĩ đại. Người cầm gậy đó giống như người điều phối tại công trường thi công, chỉ huy máy móc, cũng giống như nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng. Điều này khác xa hẳn với những gì chúng ta tưởng tượng về hình ảnh những người nô lệ cực nhọc dưới nắng gắt, bị những quản đốc cầm roi ra quát mắng, dùng rong rọc, đòn bẩy, đắp đất, làm dốc để đẩy những khối đá xây dựng kim tự tháp. Lý giải từ góc độ của thanh lưu học mới nổi lên gần đây, thì câu chuyện này không có một chút huyết hoặc. Lạp tử âm thanh phonon có đặc tính phản trọng lực. Nó có thể khiến quả bóng bàn bay lơ lửng trên không, đương nhiên cũng có thể khiến tảng đá to bay lên. Vấn đề chỉ là chúng ta có tìm ra được chìa khóa vận dụng một cách hiệu quả loại năng lượng này hay không mà thôi. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn về câu chuyện, thì ghi chép trong kinh cựu ước sau đây sẽ giúp củng cố thêm sức mạnh cho sự huyền bí của âm thanh. Tiếng kèn phá hủy thành Jericho kiên cố.
Jericho là một địa điểm chiến lược của Canaan. Nếu dùng kích thước ngày nay đo lường, tường thành của nơi đây cao khoảng 9 mét, phân ra hai mặt tường trong, ngoài. Cho dù tường ngoài thành bị phá vỡ, muốn phá lớp tường thành bên trong cũng rất hao tổn sức lực. Vậy nên thành phố Jericho 3.000 năm trước được coi là một pháo đài không thể công kích. Rốt cuộc bằng cách nào mà nó lại bị phá vỡ? Trong Kinh Thánh viết rằng, các binh sĩ Israel dàn quân xuất trận, nhóm các tư tế ở phía sau họ nhấc hòm giao ước. Đây cũng chính là hòm khắc 10 điều răn của Chúa. Quy cách, kích thước và nguyên liệu của hòm giao ước đều là theo chỉ dẫn chính xác của Thượng Đế làm ra. Phía trước nhóm người nâng hòm giao ước còn có 7 vị tư tế cầm kèn dài và bắt đầu thổi. Tất cả đoàn quân chậm rãi đi trước, đi một vòng quanh tường thành. Suốt quá trình không ai nói gì, chỉ có tiếng kèn lúc trầm lúc bổng. Trước cảnh tượng này, người dân ở Jericho không hiểu chuyện gì. Sau khi hành quân, quân Israel trở về doanh trại nghỉ ngơi, coi như ngày hôm đó đã xong, không còn hoạt động gì khác. Tấn công thành kiểu này từ cổ chí kim chắc chắn chỉ có một. Người dân Jericho lúc đó cho rằng người Israel không ngốc thì cũng bị hâm, hoặc cùng lắm đó chỉ là nghi thức tôn giáo nào đó trước khi đánh thành. Dẫu sao thì người Jericho không hiểu phong tục tín ngưỡng của người Israel, nên họ cũng chỉ biết đề cao cảnh giác. Thế nhưng, sáng sớm ngày hôm sau, đoàn lính Israel thần kinh lại xuất hiện. Họ cũng lại chậm rãi diễu hành cùng với kèn, các tư tế và hòm giao ước, cũng đi một vòng như ngày hôm qua. Sự việc cứ lặp đi lặp lại như thế trong cả 4 ngày tiếp theo. Trước hành động kỳ quái và buồn cười này của quân Israel, người Jericho dần thờ ơ, cho rằng quân Israel không thể nào tấn công được tường thành kiên cố của mình mà chỉ diễn trò mà thôi. Tới ngày thứ 7, khi âm thanh kèn hiệu của các tư tế Israel từ xa vọng tới, quân lính bảo vệ thành Jericho tỉnh dậy. Họ cảm thấy thật tốt, thầm cảm ơn nhờ có tiếng kèn của người Israel đã đánh thức họ. Đội quân Jericho còn ngái ngủ mở mắt, thầm nghĩ, hôm nay mấy người Israel lại đi diễu hành lòng vòng. Họ thấy đoàn quân Israel đi ở dưới thành cũng giống như nhìn ngắm xung quanh, lại còn lớn tiếng chào hỏi. Nhưng hôm nay có điểm khác biệt. Quân Israel lần này đi quanh tường thành 7 vòng. Sau âm thanh kèn hiệu cuối của tư tế vang lên, đột nhiên tất cả quân lính Israel cùng nhau hô lên một tiếng rất to. Sóng âm choáng ngợp khiến người Jericho sởn da gà. Ngay sau đó, âm thanh cực lớn quần quận từ dưới đất truyền tới. Cả thành dường như vọng lại đối ứng với tiếng hô của người Israel, phát ra tiếng gầm rất lớn. Đột nhiên tường thành bất diệt bị phá vỡ và sụp đổ. Đây có thể là sự kiện duy nhất trong lịch sử ghi lại việc dùng tiếng hô hét làm sụp đổ tường thành. Sau này, chương trình truyền hình History đã giải thích về bí ẩn ngàn năm này như sau. Trên áo giáp của các tư tế có 12 viên đá quý. Khi đọc thần chú thì sóng âm kết hợp với tần số nào đó của đá quý, đá sẽ phát ra chùm tia sáng. Sau đó chùm tia sáng sẽ kích hoạt một cơ chế bí ẩn của hòm giao ước, điều chỉnh tần số âm thanh của kèn phóng to hơn. Vai trò của đá quý ở đây cũng giống như của mạn đà la như chúng mình đã nhắc đến ở đầu video. Nó có một loại quan hệ đối ứng nào đó với tần số âm thanh đặc biệt. Có điều đá quý lại phát huy tác dụng như công tắc trung gian, khởi động hòm giao ước. Chiếc hòm này đóng vai trò như một thiết bị âm thanh, khuếch đại âm, khiến vật liệu xây tường thành và tần số của kèn sinh ra cộng hưởng, từ đó phá sập tường thành. Vậy theo quan điểm của các bạn, thì mạn đà la có phải chính là mật mã để khởi động tất cả các nguồn năng lượng hay không? Hãy chia sẻ cùng với chúng mình ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.